Hello, chào các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ chạy skin mới của SK, thiệt hành giả đấy. Skin Dracula, Macaron á, màu đỏ đặc trưng, tối bóng đêm, cõi dời hút máu á, săn rương, phải là 80 rương rồi. Ok, A luôn. Cái này nó hỗ trợ một tí về khoảng sức mạnh nitro nha. Skin xe sẽ biết bắt màu giống skin này vậy. Mà skin Macaron này mình thấy cánh ok nè. Màu đẹp, nó có hiệu ứng ra cũng nhìn cũng to. Bô nữa. Bô thấy bô hai bên nó có xáy 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 á. Đẹp phết. Mà để đồ hộp bình thường mà bô sấy như này là đẹp rồi đó. Bình thường mấy con mà bô kiểu sấy sấy á, để đồ hộp thấp nó cái bô nó tù ngay. Mà con này nó không nha, nó vẫn đẹp nha. Xịn đấy. Skin của SKY rất là nhiều nhưng mà mình thấy mỗi skin nó có một, nó có một cái nét riêng các bạn. Kiểu như nó làm cánh riêng rồi bô nó làm khác các bạn, chứ không kiểu là đổi màu không. SKY nó hơi khác xe bình thường một xíu. Chạy kiểu spam mà các bạn. Không cần dùng skill gì đâu, chỉ có nitro là nhắn thôi. Cái kiểu con bét mới này. Giờ cứ mắp bê là cứ lấy con này ra vả thôi. Mạnh vãi. Có sức kiểu bét này nè. Nó bút bao mạnh luôn. Bét này nó hợp với cái skin ghê, nhìn rõ rực luôn á. Nó chạy siêu bam rồi mà còn tóc còn cao nữa. Con SKY này nó không những gánh trình mà nó chạy cũng mạnh lắm nha các bạn, chứ không phải là nó gánh trình không đâu. Ở những map gọi là đường thẳng siêu bam nhiều, chạy 1910 với băng phách luôn á, không ngán đâu các bạn. Hoặc là nó gánh trình rồi, nó yếu rồi lực đó. Mà thấy kỷ lục không? Cái kỷ lục map map spam nó gắt lắm. Một bình nitro là phóng ok. Một quăng 300 mấy như thường. Kiểu bét phát huy ngon á. Nếu cái đoạn đó mà không phát huy là chờ cái đoạn bay tiếp theo lâu lắm. Nó vừa đủ luôn. Nắp đường trường mà hút đầu của đoạn bay thì vẫn dùng bét này nha, vẫn mạnh. Con này giờ top 1 meta á. Kiểu map có đoạn bay là hút đầu lại quất được hết. Qua cái map này, cái ít spam được nha, thì nó sức mạnh nó sẽ hơi giảm một tí, giảm một tí thôi nha. Chứ con này nếu mà chạy không spam, cái tốc cơ bản của nó cũng rất là cao rồi, 30 mấy lần đó. Khả năng đẩy tốc nó cũng rất là tốt. Chỉ có một bình nitro là các bạn phóng lên rồi hết nitro cứ nhắn tiếp. Con này là dễ chạy nhất rồi đó. Nên mấy bạn gọi là yếu mới chơi rồi chưa thạo về các kỹ thuật á,
chạy con này là mạnh nhất rồi, mạnh hơn cả CT băng phách luôn. CT thì cần trình không nói rồi, băng phách thì nó cũng gánh, nhưng mà các bạn cũng phải biết sơ sơ về các kỹ thuật nha. Con này thì khỏi cần, con này xe gánh hết, xe lò. Chạy mấy cái map kiểu này là mới gọi là sở trường của mình. Đường thẳng nhiều vô, cứ ấn đi vô thôi. Có skill 5 lần là châu bình nữa, bao nitro để sẽ bao. Mẹ múa xếm nữa là lọt nó rồi. Kéo nitro ra ngoài nhắn. Quá easy. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.